Câu hỏi: một thí dụ về nhận oán làm ân. Nếu người ta nói mình ăn cắp tiền mà thật sự mình không ăn cắp, vậy mình phải làm sao để đúng với câu nhận oán làm ân? Chỉ có nhịn nhục thôi. Bởi vì mình không có ăn cắp thì tâm mình đối với trời không có ăn cắp, mình phải đối với người thật. Cho nên Quan Âm chỉ kính bị hàm oan, nhưng mà Ngài phải nhận cái lỗi đó của đời, nhưng mà tâm Ngài không có, hiểu chưa? Ngài mới thành Phật. Thì chúng ta muốn tu, muốn tiến tới sự thông minh cao cả đó, chúng ta phải nói cái gương đó, nhịn nhục đi. Tôi không ăn cắp, thật tâm tôi không có bao giờ động. Còn tôi là gian dối, chưa chỉ mặt là tôi đã trốn rồi. Thấy không? Thì cái chuyện đó là chúng ta đối diện với Thượng Đế, và Ngài xét tâm chúng ta. Còn thế gian nói gì nói, quyền nói xuôi, nói ngược, là để cho nó học chiều xuôi, chiều ngược, rồi nó trở về với chính nó. Thưa Thầy, câu hỏi của anh Trần Văn Tường: điểm quan, điểm tâm là gì? Điểm tâm như tôi đã chấp nghĩa hôm qua rồi, về trung tâm bộ đầu, thực hiện cho nó khai mở. Cho nên nhiều người thấy rằng rút ở đây, thì cái điểm tâm nó nằm ở ngay chỗ này, cũng như pyramid là ở chỗ này, điểm tâm là ở trung ương, nó mới liên hệ về trung tâm sinh lực cả không vũ trụ đó. Chứ cái tâm này là tâm phạm, qua ba tắc lữ là hôi thui rồi, điện nó mới gần nhất trần bất nhiễm, và không có ai cắt đứt nó được. Điện tâm nằm ngay chỗ đó. Thưa Thầy, câu hỏi thứ hai: tại sao ta phải chú trọng vào tâm? Vì chứ nếu ta không chú trọng vào tâm, làm sao có sự sống? Mà luồng điện của các bạn mở ngay trung tâm ở đây, mà các bạn không hướng thượng một giây thôi là đủ thấy mệt ngược rồi. Người nào đã có điểm mà không chịu hướng thượng là làm ô trượt cái tâm mình, là hướng trở về tranh chấp. Mà hướng thượng rồi á thì nó phát quang, cái tâm không có giận ai. Nên những người thường chưa tu nói chỗ đó họ không hiểu, phải thực hành một thời gian và trung tâm bộ đầu rút rồi nói họ mới cảm thấy cái đó. Họ chỉ biết cái tâm là cái tim thôi, ở đời nó khác. Mà bên đạo tu á, ngay trung tâm bộ đạo mở rồi thì phải hướng tâm luôn luôn đó. Thì nếu không á thì nó bực bội. Câu hỏi thứ ba: khi con trụ điện phóng lên, những luồng điện của chúng con có giúp đỡ gì được cho Thầy không? Quý lắm. Những luồng điện đó giúp cả càng không vũ trụ, vì bề trên muốn mọi người hướng trở lại về. Thì mọi người mà ở trong căn nhà này tu hướng trở lại về thì cái khu vực này nó cũng yên, thiên liên cũng được nhờ. Thấy cái ánh hào quang, mà chỉ đi núp trong ánh hào quang để tu, thay vì núp trong chỗ ô trượt giành giật xê xác lẫn nhau. Đó, cho nên hào quang là trung tâm bộ đầu mở ra được là cứu độ cả địa ngục. Mình tưởng tới đâu cũng sửa ấm mình đã được. Cho nên cái phần đó là phần quý nhất, chứ không phải là cho tiền, cho bánh mới là quý nhất. Cho nên người nào ráng tu thành đạo là đền ơn trời Phật. Câu hỏi của chị Minh: có một lần con đi xa nhà không có đem, mà không có đem luôn, không đem băng luôn của Thầy để nghe. Nhưng khi con ngồi thiền vẫn nghe lời Thầy giảng, có phải Thầy đến giảng cho con hay không? Cái đó là cái phần vía nó phải lo phục vụ. Hằng ngày mình nghe băng, chủ nhân ông nghe, vía nó phải học để nó phục vụ. Khi mà chủ nhân ông hỏi nó phải trình. Cho nên ra mình ngồi ở đâu rồi mình cũng nghe. Đó là cái vía nó đặt trở lại do lệnh của chủ nhân ông. Thưa Thầy, có câu hỏi của Nguyễn Thị Thục: thưa Thầy, những lúc có lưỡi răng kề răng thì thưa Thầy có nên niệm chậm hay niệm như thường ạ? Niệm thường thì dùng ý niệm, dùng ý niệm.
Thưa thầy, câu hỏi thứ nhất. Con nằm mơ liền nói ra, tao đã bảo để tao làm. Như vậy là cái hồn hay cái vía nói? Cái đó là cái hồn hạ lệnh cho cái vía. Câu hỏi thứ hai. Thưa thầy, một đạo hữu cao đài nói, thầy có theo học ở hội thống thiên học, có đúng không? Có, hồi đó tôi có đi tham gia, không phải học ở đó, đi nghe người ta giảng. Và tôi có gặp ông giáo sư triết học, ông Hudson, từ Ấn Độ qua Việt Nam. Tôi có kể trong mắt, vì sao lúc đó tôi tu và tôi thấy ông đó vẽ được hình Đức Mẹ. Thì tôi xuống nói với ông Tư, nói ông bây giờ ông xuất hồn được này kia kia nọ, ông hay, thì ông giỏi đi gặp ông kia đi. Tôi được thách thức ông Tư. Ông Tư nói không được, tôi phải hỏi cái bà vía của tôi ra, cô tiên của tôi đồng ý tôi mới đi. Ông ngồi ông nhắm mắt một hồi, rồi ông nói đi cũng được, mà tới đó ông Đại Đức vui với tôi lắm. Ông nói trước cái bà, rồi tôi lấy địa chỉ bà Nguyễn Thị Hai mới chở ông đi. Ông tới đó rồi cái thì bà Nguyễn Thị Hai làm thông dịch, thì tôi nói như là ông Tư ông mới chấp tay bạch Đại Đức, xin Đại Đức sai con đi về trời lúc nào cũng được, mà con sẽ báo cáo lại cho Đại Đức. Thì ông kia ông mới đứng dậy, ông chấp tay ông chào và ông xin xem bộ đầu ông Tư. Ông đi sau lưng ông xem cái lặng đức cái này xuống, rồi ông mới chỉ nói rằng chấp tay, ông nói minh triết hai chữ thôi, rồi ông không có sai ông Tư. Và hai ông vui lắm. Thì lúc đó ông Huy Sinh cũng thích tôi lắm. Tôi có nói ông Huy Sinh là tôi đi nghe thông tin học rất nhiều lần, nhưng mà tôi thấy không có kết quả. Và từ ngày tôi gặp ông này rồi, tôi thấy tâm tánh tôi thay đổi nhiều quá. Và bây giờ tôi thấy con người tôi nó thích đạo hơn. Hồi tôi mới tu đó, thì ông Huy Sinh nói, bạn có rảnh tới chơi với tôi, có mời tôi như vậy. Rồi sau ra uống nước rồi ra về. Tới đó là từ đó về sau tôi không có đi thông thức học nữa, và tôi lo học hỏi nơi ông Tư. Cái thầy còn câu hỏi thứ ba cũng liên quan này không? Cái thầy giải sơ qua thông thiên học là gì? Thông thiên học là họ nói rằng con người có thể rời khỏi cái thể xác mà để đi làm việc. Thông thiên là đi ra được, cũng nói về Phật học. Nhưng mà cách thiền của họ là cầu nguyện nhiều và không có cái phương pháp sơ hồn pháp luân thiền định như bên pháp lý mà ông Tư dạy. Ông Tư thì trước kia thì do ông Cao Minh thiền sư dạy, rồi ông Tư ông mới đi lên được dễ dãi và ông mới sửa lại đi cho nó ngay ngắn hơn. Hồi trước ông Cao Minh thiền sư chỉ dồn trước lỗ mũi này rồi để thấy cảnh này cảnh nọ vậy thôi. Cho nên ông Tư ông ấy thấy cảnh này cảnh nọ nhiều quá, si mê trong cảnh đó mà không có đi về giải thoát được. Thì ông mới chỉ nhìn ở đây. Ở đây thế gian này, đây là trung thiên đây, đây là bồng lai, ông chỉ rõ như vậy, đây là Phật giới. Còn ở đây ấy, là ma quỷ giới. Ông chỉ rõ vậy đó, bây giờ ông đã khám phá ra như vậy. Rồi trong thực hành thì mọi người cũng thấy là cảm thấy nhẹ hơn. Còn nếu mà đi bên ông Thảo Cao Minh Thiền Sư á, thì tới cái tuổi lớn á, mà trở nên sân. Cho nên cái lúc ông gần chết á, ông chửi đệ tử hết. Làm thi thơ chửi tất cả. Và ông còn thích tiền nữa, thích bán sách, thích tiền. Thì ông Tư ông không biết sao, ông nói bây giờ thì tới hồi mà ông Cao Minh chết rồi, ông còn phải đi lo cho ông Cao Minh. Và ông Tư sau, nhưng mà ông được đi trực tiếp hơn. Tình hình nó sao tôi nói vậy lại cho các bạn nghe. Thưa thầy, còn một câu hỏi cũng được. Sau kết ở sau này có ăn có tên này. Thưa thầy, khi ăn thịt thì đến đầu rút, và đến những nơi không trong sạch thì đến đầu cũng rút. Thì lúc đó hành giả phải niệm Phật hay niệm chú? Nếu không, cái đó là không phải rút. Cái đó là cái trượt khí nó xuất ra thôi.
Còn nếu mà ăn chay nó thanh, nó rút một cách thanh, rút lên thì thấy bừng sáng cả cái đầu, nó khác. Còn cái tới cái chỗ mà trượt á, thì thấy cái đầu nó rần lên, nó rần nhưng nó không phải nó rút, rồi nó làm nặng đằng sau cổ, đằng nặng trước cận ngực. Cái đó là phần tà, mà tà đó là cái tà lớn, cái mạnh á, không phải cái nhỏ, cái yếu đâu. Từ đó nó có thể, nếu mà mình ở lâu, mình chịu không nổi, nó xâm nhập vô rồi, nó điều khiển luôn. Bắt nói cái chuyện của nó, cũng xin danh này, xin danh nọ, đủ thứ hết, nó xâm chiếm luôn. Mà không nói nó thượng đế dữ lắm, chứ không phải tầm thường. Trên đây có hai câu hỏi. Làm Pháp Luân trong phòng, toàn mùi hôi như vậy có lời hay có hại? Cái mùi hôi đó là cái trực khí của con người. Thì khi mà ra hết cái mùi hôi rồi đâu còn nữa, nó mới lên tới tầng cao là không còn nữa. Câu thứ hai, thưa thầy, làm trưởng dưỡng, dưỡng khí, khí thơi vào đến mỏ ác, thì điểm mỏ ác là chỗ nào? Điểm mỏ ác là ở chỗ này, mát lạnh ở chỗ này. Kính thưa thầy, phần hồn có chủ quyền tròn vẹn không? Cũng như thầy đây có phần sáng suốt, nhưng vẫn làm theo ý chuyện của Thượng Đế. Xin thầy phá triển cho con rõ. Phần hồn thì có trọn quyền, nhưng mà chuyện của Thượng Đế là việc chung. Thượng Đế là từ mọi trạng thái mà có, thì mình làm gì ở đây? Chỉ làm chung cho mọi người mà thôi. Đó là thiên ý. Có câu hỏi của anh Nguyễn Văn Lan. Kính thưa thầy, cố gắng niệm Phật để cho luồng điện đi làm việc, có phải là phần điện hồn xuất ra khỏi thể xác học đạo ở bên trên không? Kính xin thầy cho con lời nhân giải. Đúng, cố gắng xuất hồn đánh lễ Phật là đi học đạo đó, phần điện đi học đạo. Cho nên kỳ này ngồi thiền thấy nó nặng, rồi kỳ sau thấy nó nhẹ, càng nhẹ thêm. Thưa thầy, có hai câu hỏi. Kính xin thầy giảng giải, tu tại thiền viện tốt hay tu tại gia tốt? Hành giả có nên buông bỏ việc đời lên thiền viện tu dài hạn hoặc giả một năm hay sáu tháng không? Tất cả do tâm. Nếu ở nhà mà chúng ta cái tâm hướng thượng thì tu cũng được. Nhà là thiền viện. Mà nếu tới thiền viện mà không có tâm á, thì không phải thiền viện. Thấy không? À, tới thiền viện mà không tâm á, càng ngày càng nóng nảy rồi bỏ đi. Đó là phải trần đuổi. Còn ở nhà mà mình thấy thuận tiện, mà mình có tâm hướng thượng, cái căn nhà mình biết nói những cái đạo lý để cho con cái này kia kia nọ mở tâm mở trí, thì cái nhà mình là cái chùa rồi. Phải hướng độ được nhiều người, chứ không phải nhất thiết phải tới thiền viện. Ai ai cũng đùng đùng tới thiền viện chỗ đâu ở. Nhưng cái tâm quan trọng, cái tâm ở nhà nhưng mà hướng về thiền viện cũng được. Kính xin thầy mở trí thêm cho chúng con, tại sao nhiều bạn đạo rất mong muốn đến thiền viện tu học, trong khi đó có bạn đạo đang ở thiền viện lại có ý muốn bỏ đi? Cảm ơn. Thì do tâm, cái tâm họ ở thiền viện nhưng mà họ còn chấp về đời, thì họ phải bỏ đi. Còn tâm thật sự sống ở thiền viện á, không bao giờ đi. Bây giờ có bôn nguyên tử xuống họ cũng có đi. Tâm họ thật sự gắn liền với Thượng Đế, không bao giờ đi, trừ khi có lệnh của Thượng Đế họ mới đi. Thưa thầy, có một con câu hỏi cho của chị Mai Thu Dung. Thưa thầy, mỗi lần nằm thở tự nhiên, thân con hay bị rung động, làm người cảm thấy yếu đi thêm. Thưa thầy, có phải giải quyết làm sao? Cái đó là thần kinh yếu thôi. Đó là người có bệnh, phải cố gắng làm nữa, cố gắng làm chí mình để cho nó khôi phục những nguyên khí. Mà sau khi khôi phục nguyên khí thì không còn yếu nữa đâu. Phải hết sức cố gắng mới được. Thưa thầy, ăn thịt là trược, nếu ta nhập rồi làm sao? Nếu ta nhập rồi làm sao? Nếu mà nó là trược á, chúng ta có pháp. Bởi vì pháp luân thường chuyển, thì từ trượt nó phải trở nên thanh. Cho nên cái đạo vô vi á, không có bắt buộc người ta ăn chay. Đó có bắt buộc người ta làm pháp luân thường chuyển.
từ mặn nó thành chay. Mà sau này họ nghe Thượng Đế giảng chân lý rồi họ ăn ồn ồn, họ ăn chay vậy thôi. Cái kỳ thật là vô chứ từ hồi nào giờ cứ ăn mặn thường vậy thôi. Mà lại cứu được là pháp luân thường chuyển, là giải nó ra. Nhưng mà nhiều khi người ta cảm thấy rằng tôi ăn rau nó nhẹ hơn, đỡ lo hơn. Chứ còn ăn con thú người ta lo nhiều hơn. Phải niệm Phật nhiều, rồi phải tối công phu, rồi phải chiều cũng phải công phu để độ cho nó. Bởi vì nó hy sinh cho mình được ấm no, để gì? Để đổi lấy sự tiến hóa của tâm linh. Thành ra cái chuyện ăn mặn mà làm pháp luân thường chuyển là không có sợ. Còn nhiều người mà không có biết làm pháp luân thường chuyển á, ăn mặn á, nó càng ngày càng kéo xuống. Thì chắc là anh em hỏi cũng đã hết rồi. Nghĩa là quá những quản triệt thành là tâm hồn qua bộ thẩm thời hết rồi. Từ ngày hôm qua giờ thành thời lặng lặng, phản hoạn, tinh hoang. Con muốn hỏi thầy, xin nói thầy một câu. Trong cái chân đạo nó có thêm một cái chân đạo nữa. Nhất định là, đó là siêu hình vô cùng. Trong chân có chân nữa. Mình tin là vô cùng. Không bao giờ ngừng nghỉ. Cho nên người tu cao luôn luôn giữ lề lối thăng hoa bằng ý chí, thành lập ý chí mãi mãi, không để nó ngưng nghe một chỗ. Nói tôi chơn rồi là ngưng, không, không bao giờ thấy tôi chơn. Chơn còn chơn nữa, một núi còn một núi cao, thấy rõ ràng. Một thanh giới còn một thanh giới khác, vô cùng nó mới kết thành một cái vũ trụ. Vô cùng nó mới kết thành một quyết bản. Thấy không? Dạ. Thưa thầy, ở trong cái bẩm sinh, ở cái rạc càng không vũ trụ, như vậy con nghĩ không phải là một cái thái dương hệ, tức là nó nằm trong thách, tức là bảy cái thái dương hệ quá nhiều. Nó nhiều lắm. Đúng. Cho nên 3.000 thi ấy. Cảm ơn thầy. Mời nào. Dạ thưa thầy, con xin hỏi thầy, anh Trịch đã nói rằng trên đời này không có chân lý, nếu mà tu cao thì không còn là chân lý nữa, thì có đúng không? Đúng chứ, người ta quen với chân lý đâu có cái gì chân lý, người ta khao khát chân lý, người ta kêu gọi chân lý. Anh hiểu không? Người ta khao khát chân lý, người ta mới kêu gọi chân lý, người ta hòa tan với chân lý đâu có gì chân lý nữa, việc làm thôi. Đúng như vậy. Đối với mọi trình độ khác nhau. Chứ người ta nói tôi đi tu để chi, tôi tìm chân lý. Mà tôi bước vào chân lý rồi, tôi là chân lý rồi, đâu có tìm chân lý nữa. Anh hiểu không? Khi mà anh biết quán triệt tất cả những cái cơ năng, cơ tạng của anh, được vạn linh phối hợp với anh hàng ngày. Tại sao anh phải ăn, phải ngủ, phải để làm gì? Anh quán triệt hết mấy cái đó, đâu còn chân lý gì nữa đâu. Sự thật nó là vậy thôi. Anh thấy không? Cho nên khao khát người ta mới đi tìm. Cho nên đã thanh nhẹ rồi còn phải đi thanh nhẹ. Cho nên cái cõi âm u tịch mịch vô cùng sống động, người ta mới kêu bằng thừa tệ. Việc gì ngài cũng có thể làm được, và việc gì ngài cũng cứu được, và việc gì ngài cũng phá được, và việc gì ngài cũng cứu được, kêu là đa năng. Phá được, cứu được, đa năng. Xin mời thầy. Thưa thầy, con nhất 9-10 tuổi có thể tu được không? Mà làm sao dạy con mình để nó có thể đào đạo xong tu? Cái đó là cái duyên nghiệp của nó từ trước. Kiếp trước nó có tu, thì kiếp này chỉ nghe sơ băng là nó nhào tới nó nghe thôi. Con chó cũng vậy chứ đừng nói con được. Con chó mà nó biết tu. Con chó bằng cốt ở nhà anh cắp. Ban đầu nó nghe băng là nó sủa, rồi nó nghe nghe thét rồi nó nhào tới. Rồi lúc nào mà bấm băng á là nó chỉ nằm ngọn sát cái băng đó. Ai tới nó cũng sủa. Nó chỉ nghe thôi. Nghe chừng nào nó băng hết rồi nó bước ra. Nó tu bằng nghe cái luồng điển của tôi, nghe lời giảng của tôi mà con mắt nó sáng. Còn nó cung cấp ăn thì phải sạch sẽ, cho nó ăn như con chó thường, không bao giờ nó sữa thì nó có ly, mình đổ bậy lên dĩa không bao giờ ly.
thay đổi thanh tịnh. Thưa thầy, như vậy mình có nghĩa là mình phải hướng dẫn để làm sao nó phải dung hòa cuộc đời và đạo không? Nếu mình tu, nếu mình chịu tu, mỗi đêm mình lấy cái thanh điểm của mình vuốt cái con mình, rồi lần lần nó mới thức tâm. Có đứa nó không, nó tiếp thu, nó mới lên nó biết cái gì là tu. Rồi có đứa nó lên lên nó trả thù, nó ôm hận. Mà có đứa nó đã tu thì quyết định nó phải tìm con được tu. Cho nên tùy duyên của nó thôi. Cho nên con thú cũng có thể tu được. Cái đường nó không được. Thưa thầy, giờ cũng nhờ thầy giải cho con một chuyện. Đến ngày hôm qua là con đã hiểu đạo, con nghĩ là con đã hiểu đạo rồi. Mà con mà tự nhiên óc nó bị như là bị đánh lại, nó luôn mờ. Nhưng mà nói là con đừng có theo. Có một phần nó cứ óc nó nói như vậy. Bởi vì cái thần kinh yếu nó có bệnh trong mình. Rồi là nghe gì nghe, chị bây giờ nghe cái gì cảm thấy hay rồi cũng chập cho nó chán ngán. Nó quên đi. Rồi thần kinh nó không có ổn định. Bây giờ phải giải một cách. Nó có bệnh, chỉ nghĩa là nếu có khả năng thì làm chiêu minh, cố gắng làm được chiêu minh. Còn không làm được chiêu minh thì phải uống thuốc bổ cho nó bổ lại cái khí và ổn định thần kinh. Phải nhờ thuốc một phần, rồi phải hành một phần nó mới khôi phục được. Như vậy thì là dù hơi con làm chứ mình hơi thở nó thật là ngắn, hầu như là bình thường nó thở bằng lực nhưng mà nó vô bộ không nổi, ví dụ không thì có hiệu quả gì? không có hiệu quả. Phải tập, đó là bắt buộc phải tập. Nhưng trước kia tôi cũng hít vô ngực không à, rồi tôi xuống hỏi ông tư nên tu cho bạn cho tôi, cho tôi đâu mà hỏi hoài. Tôi mắc cỡ tôi về tôi làm, thành tôi làm ra được cái chứng minh đó. Chứ ban đầu tôi cũng hít vô ngực không, không có cách gì với chứng minh. Thôi cho tất cả anh chị em định tâm là mình có thể tiện thay cho mình. Cảm ơn chị, cảm ơn các bạn.